Đây là một sơ đồ nhỏ để tóm tắt lại quá trình. Tôi sẽ qua nhanh để sang ảnh chiếu kế tiếp. Và ở đây bạn có những phương tiện tại một thời điểm nhất định. Tùy theo những phương tiện mà bạn có thể xác định được một mục tiêu. Sau đó, bạn có thể chia sẻ mục tiêu đó với một số người khác và tương tác với những người đó để thống nhất với nhau về mục tiêu cuối cùng sẽ đạt được bằng cách dùng những phương tiện đang có. Trong lúc tương tác với nhau, một số người khác cũng có thể gia nhập với bạn bởi vì bạn đã thuyết phục họ thành công. Những người mới được thuyết phục sẽ mang theo thêm phương tiện mới. Những phương tiện mới đó sẽ cộng thêm vào những phương tiện mà bạn đã có. Và từ đó, bạn có thể có thêm những mục tiêu mới. Và vòng lặp này lặp đi lặp lại. Bởi vì những người gia nhập mới, nếu như họ cung cấp cho bạn những phương tiện mới, họ cũng có thể đưa cho bạn những mục tiêu mới. Vậy, bạn đã thấy chưa? Các vòng lặp đi lặp lại một cách liên tục trong một quá trình. Tôi có gì trong tay? Tôi đang kiểm soát gì? Tôi sẵn sàng mất bao nhiêu? Tôi sẽ chọn ai để cùng phiêu lưu với tôi? Và mỗi lần bạn sẽ sang từ giai đoạn này sang một giai đoạn khác với khả năng của bạn để kiểm soát, để định hướng những hành động mong muốn. Và sau đó, bạn có những hành động. Tất cả những việc đó không phải tự nhiên mà có. Bạn phải khởi động một mình. Bạn phải tạo ra sự tin tưởng. Bạn phải đặt ra những mục tiêu. Bạn sẽ thu hút được một số người. Và những người đó sẽ đem lại cho bạn những phương tiện và những mục tiêu mới. Và bằng cách đó, dần dần, trong thực tế, bạn sẽ đạt được các giai đoạn khác nhau. Và tại mỗi giai đoạn, bạn sẽ có khả năng xây dựng từng bước một cấu trúc bền vững từ giai đoạn được hướng dẫn sang giai đoạn dự án và doanh nghiệp. Ở đây có một số tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, các liên kết trên mạng hay thay đổi, cho nên bạn có thể tham khảo các tài liệu. Đặc biệt, trên trang web hiện trên màn hình. Hoặc bạn có thể tìm kiếm Internet với từ khóa Effectuation và bạn sẽ tìm được một loạt trang web rất tốt để bạn có thể hiểu được trong chi tiết thế nào là tư duy theo hướng hiệu quả. Vậy, tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.